liên quan đến thiên tai nghiêm trọng vừa xảy ra tại huyện Kỳ Sơn của tỉnh Nghệ An. Theo thông tin ban đầu từ lãnh đạo huyện Kỳ Sơn và xã Tà Cạ, lũ ống, lũ quét kinh hoàng đã xảy ra trên địa bàn đã khiến một cháu bé 4 tuổi tử vong. Một cháu hiện đang mất tích và nhiều ngôi nhà, tài sản của người dân bị cuốn trôi, ngập nước. Ủy ban nhân dân huyện Kỳ Sơn cho biết từ 22 giờ ngày 1 tháng 10 đến 6 giờ ngày 2 tháng 10, trên địa bàn của thị trấn Mường Xén và xã Tà Cạ xảy ra một đợt mưa dông rất lớn. Lượng mưa đo được gần 115mm, gây lũ ống, lũ quét. Trận lũ ống và lũ quét đã khiến một cháu bé 4 tuổi ở bản Sơn Hà, xã Tà Cạ tử vong do bị nhà sập. Một cháu đang mất tích do nước lũ cuốn. 3 ngôi nhà ở bản Bình Sơn, xã Tà Cạ bị cuốn trôi. 50 ngôi nhà ở bản Bình Sơn, xã Tà Cạ và khối 1 thị trấn Mường Xén bị ngập trong nước. Trong đó có nhiều ngôi nhà bị ngập nặng. Ngoài ra còn có nhiều tài sản có giá trị của người dân đã bị lũ cuốn sạch. Các cơ quan, trung tâm chính trị, trung tâm dịch vụ nông nghiệp, nhà công vụ, UBND huyện, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể, đội thi hành án, huyện ủy, UBND huyện cũng bị ngập nặng. Mưa lũ làm ngập và sạt lở nhiều đoạn trên tuyến đường từ thị trấn Mường Xén đi Tây Sơn, làm hư hỏng cầu tràn Sơn Hà, xã Tà Cạ. Hiện chính quyền địa phương tiếp tục chỉ đạo địa phương sơ tán người dân đến nơi an toàn, giảm đến mức thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra. Thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ trong công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Phối hợp với các đơn vị đảm bảo nhanh nhất thông tuyến giao thông.